mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Và ngày hôm nay đây thì Thúy Trần đang có mặt ngay tại dự án Victory City, một trong những dự án nằm liền kề với cụm khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng và cụm khu công nghiệp V-Ship 3 mà Thúy đã review khá là nhiều trong các video trước đây ạ. Và phỏng theo nguyện vọng của một số anh chị em khách hàng đang có nhu cầu đầu tư cũng như là nhu cầu xây dựng trong dự án này, muốn Thúy review về một số mẫu nhà cũng như mẫu thiết kế đang được chủ đầu tư của chúng ta xây dựng và kế thiết. Vậy thì giờ đây Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng đi ngắm nhìn lại những mẫu thiết nhà đang được xây dựng tại dự án Victory City. Và chúng ta cùng khám phá xem đây có phải là một trong những dự án tiềm năng đáng để cho chúng ta đầu tư hay không nhé.